đây là Oppo Reno 12F. Thì mình đã dùng cái máy này được khoảng hơn một tháng rồi và mình có những cái suy nghĩ về cái máy này từ những cái ưu điểm và nhược điểm của nó. Nhưng mà nói thật với các bạn là trước khi mình quay cái video này mình hơi bị đắn đo chút xíu, bởi vì chắc chắn luôn, nếu như trong video này mà mình khen chiếc máy này á, thì sẽ có những cái luồng dư luận ở bên dưới comment chê cái máy này rất là nhiều. Đặc biệt là về phần cấu hình, đây có thể nói là một cái truyền thống rồi, bởi vì Oppo Reno là một cái dòng tầm trung và trong vài năm trở lại đây á, thì dòng F luôn luôn là dòng gây tranh cãi nhiều nhất, bởi vì nó đẹp, nó có camera ok, nhưng mà cái cấu hình của nó thì lại không tương xứng với giá tiền. Vậy thì lên tới đời mới nhất là Oppo Reno 12F này liệu có gì thay đổi hay không? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Cái đầu tiên luôn luôn là cái điểm mạnh nhất trên dòng Oppo Reno nói chung và con Oppo Reno 12F này, đó chính là về phần thiết kế. Khi mà các bạn nhìn vô cái máy này là các bạn có một cái cảm hứng sử dụng liền. Ở đây mình nói có nghĩa là nó đẹp, nó có một cái sự cá tính riêng, nó signature. Các bạn nhìn vô cái mặt lưng, đặc biệt là cái phiên bản màu cam này nha, các bạn sẽ thấy là mặt lưng này được làm phẳng. Tuy nó được làm từ nhựa thôi, nhưng mà cái kiểu làm hoàn thiện của nó rất là ok. Từ cái việc nó làm nhám nè, hạn chế dấu mồ hôi vân tay rất là tuyệt vời. Cái thứ hai là cái kiểu phối màu của Oppo nha, mình luôn luôn phải khen trên dòng Reno luôn. Các bạn sẽ thấy nó tông màu cam, nhưng mà nó sẽ ngã dần về màu trắng đi lên trên. Cái kiểu này giống như là cái kiểu mà chuyển màu gradient như cái trend vài năm trước đây trên những dòng flagship á, nhưng mà nó không có gắt. Không có gắt như những cái phiên bản trước đây, mà nó rất là nhẹ nhàng. Và ngoài ra khi mà nhìn dưới ánh sáng, các bạn chuyển qua chuyển lại, các bạn sẽ thấy những cái đường vân nữa. Đường vân vát chuyển lượn sóng như vậy nè. Đó, nhìn nó rất là đẹp luôn, nhìn chỉnh chu luôn. Thì khi các bạn mà mua cái máy này về á, thì mình nghĩ nha, khi các bạn đặt lên bàn, các bạn ngồi, các bạn làm việc, các bạn nhìn nó thôi là các bạn cũng đã thấy mê nó rồi. Bởi vì nó thiết kế nó rất là đẹp và chỉnh chu luôn, nó không thua kém gì một mẫu flagship cả. Nói đi thì cũng phải nói lại, cái phần khung viền của con Oppo Reno 12F này mình không có khen được. Thứ nhất là bởi vì cái khung này nó làm dạng vuông mà nó còn được làm dạng mã bóng nữa, cho nên cái đầu tiên là khi mình sử dụng một khoảng thời gian thì mình sẽ thấy là nó để lại khá là nhiều dấu mồ hôi vân tay, cũng giống như bụi nó cũng hiển thị rất là rõ luôn. Cho nên bạn nào mà xài cái máy này mà xài trần thì sẽ gặp hiện tượng này ha. Cái thứ hai đó là việc mã bóng như vậy mà còn làm từ nhựa nữa, thì sau một khoảng thời gian sử dụng thì theo cái kinh nghiệm cá nhân của mình thôi nha, thì nếu như các bạn mà xài không kỹ thì nó sẽ bị chóc ra, nhìn nó khá là xấu. Cho nên để bảo vệ tốt nhất cho cái máy này thì các bạn nên xài ốp nha. Và đặc biệt nên xài ốp trong suốt thôi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có một cái mặt lưng quá là đẹp rồi, đúng không? Nếu mà các bạn mà xài một cái ốp hình này nọ vô các kiểu thì mất cái vẻ đẹp của cái mặt lưng này rồi, đúng không nè. Tiếp theo là cái phần cụm camera. Các bạn thấy không? Tuy là một cái mẫu máy tầm trung thôi, nhưng mà nó được làm dạng tròn, bắt trend của những cái mẫu flagship ngày nay, đúng không? Đó, dạng tròn có luôn cả bốn cái ô này nè, mặc dù là chỉ có ba cái ống kính thôi, một cái flash, nhưng mà nhìn nó rất là hầm hố. Hầm hố là thế thôi, nhưng mà các bạn nhìn theo chiều ngang nè, cái nó không hề bị lồi lên quá là nhiều luôn. Cho nên nếu như mình xài, mình để dưới mặt bàn như vậy nè, thì sẽ không bị cái hiện tượng gọi là trong trên hay là bị gì hết. Nói chung là ok. Về tổng thể thiết kế của con Oppo Reno 12F này, mình đánh giá là nó ok, ngon lành, build ổn. Chỉ bị một cái là cái phần viền này nó làm dạng nhựa bóng thì mình không thích lắm mà thôi. Kế đến là cái mà chúng ta tương tác nhiều nhất trên một cái điện thoại, đó chính là cái màn hình ha. Thì con Reno 12F này sở hữu một cái màn hình 6,7 inch, sử dụng tấm nền AMOLED 1 tỷ màu, độ phân giải Full HD và có tần số quét là 120Hz. Nhìn chung mà nói nha, ở cái tầm này á, thì bắt buộc cái hiển thị nó phải đẹp rồi các bạn. Mức giá như vậy mà hiển thị nó xấu thì chắc không ai xài quá. Thì cá nhân mình khi mà mình sử dụng cái máy này trong đời thực nha, thì cái độ sáng màn hình của nó ổn, xài ban ngày ổn, xài ban đêm cũng ok. Bởi vì khi mà mình xài ban đêm á, mình để cái độ gọi là tối màn hình toàn bộ để mình xài trong đêm không bị mỏi mắt á, thì cái độ tối của nó cũng ổn, nó không quá sáng làm hại của mắt mình khi mà mình xài ban đêm ha. Tất nhiên các bạn cũng không nên xài ban đêm đâu, hư mắt lắm. Còn ngược lại, khi mà mình ra ngoài trời mình để độ sáng tối đa thì mình vẫn có thể nhìn tương đối rõ ràng. Tất nhiên là sẽ không sáng được như là trên những cái mẫu flagship cao cấp 20-30 triệu đâu, nhưng mà với cái tầm này thì mình thấy nó ok là rồi, xài ổn định. Ngoài ra thì cái việc mà có tần số quét 120Hz nó giúp cho cái những cái thao tác vuốt chạm cảm ứng này nọ của mình nó cũng mượt mà hơn tương đối, khi đặc biệt khi mà cái mẫu máy này có một cái cấu hình không quá là mạnh ha. Cái đó thì mình sẽ nói về sau.
Về còn nếu mà để chê thì sao? Thì đây có một cái điểm, đó chính là đối với những cái mẫu màn hình của những máy tầm trung á, thì cái phần thấy cái phần viền dưới này nó hơi dày và nó không cân đối cho lắm giữa trên và dưới ha. Nhưng mà cái này thì mình nghĩ là các bạn nhìn một thời gian thì các bạn sẽ quen mà thôi. Và cuối cùng thì màn hình này là một màn hình phẳng và Oppo cũng đã dán cho chúng ta một cái miếng dán như vậy luôn. Các bạn hoàn toàn có thể tìm được những cái miếng dán cường lực bên ngoài ha. Bởi vì màn nó phẳng mà, dán rất là dễ và không bị bong tróc sau một khoảng thời gian dài sử dụng. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ vẫn có một cái loa kép ở trên con Reno 12F này ha. Một cái ở mặt đáy và một cái được đặt ở ngay cái loa thoại ở trên luôn. Thì cái chất lượng loa âm thanh của Oppo Reno 12F này mình thấy nó ở mức gọi là tương đối ổn. Nếu như các bạn ngồi một mình, các bạn coi TikTok, các bạn lướt YouTube hay là xem video một mình đi, không gian nó không quá ồn, thì mình nghĩ là cái máy này nó đáp ứng rất là tốt luôn. Bởi vì nghe rõ ràng, mạch lạc. Tất nhiên là những cái chi tiết như là bass hay là này nọ thì nó sẽ không có đâu. Các bạn mà muốn trải nghiệm tốt hơn thì các bạn có thể sử dụng loa Bluetooth hoặc là một chiếc tai nghe ha. Và đặc biệt nha, các bạn sẽ thấy là ở trên cái dòng máy này nó sẽ có một cái chức năng gọi là Volume Boost, là chúng ta có thể boost lên được cái âm thanh lên tới 300%. Thì cái việc mà boost cái volume này lên 300%, cái này là Oppo nói thôi. Thì nhưng mà khi mà mình sử dụng á, khi mà đưa lên 300% thì rõ ràng á là tất cả mọi âm thanh nó sẽ được đẩy lên một tông liền, các bạn nghe to rõ ràng luôn. Nhưng mà tất nhiên rồi, bởi vì đây là sử dụng phần mềm mà, cho nên đó là các bạn sẽ phải đánh đổi rất là nhiều về mặt chất âm. Cho nên cái chức năng này mình thấy nó tốt nhất khi các bạn gọi là volume, tốt nhất các bạn mà hội thoại, các bạn có họp nhóm hoặc là các bạn có đi ra ngoài mà ở nơi có quá là nhiều tiếng ồn, các bạn cần phải một cái volume lớn để các bạn có thể nghe rõ ràng được chi tiết, thì các bạn hãy bật cái này lên ha. Còn khi mà ở điều kiện trong nhà thì các bạn chỉ nên để bình thường thôi, để cho cái chất âm nó hay hơn. Theo đó chính là về cái camera trên cái mẫu máy này. Có thể nói đây là một trong những điểm mạnh nhất trên dòng Oppo Reno 12F ha. Bởi vì sao? Các bạn sẽ có một cái camera độ phân giải là 50 megapixel, kết hợp với đó là một cái ống kính khẩu độ cũng lớn f1.8 và nó có chống rung quang học luôn. Kết hợp với đó là một cái camera góc siêu rộng chỉ có 8 megapixel và kết hợp và cuối cùng là một cái camera macro. Thì camera này thì các bạn cũng biết ha, có cho vui mà thôi, chúng ta sẽ chỉ có hai cái camera chính để xài thôi. Khi mà mình dùng cái máy này để mình chụp hình đó, thì mình nhận ra một điều nha, đó chính là cái máy này nó cũng được áp dụng AI khá là nhiều luôn các bạn. Đúng là bắt trend ngày nay. Các bạn sẽ dễ dàng nhận thấy cái việc đó khi mà các bạn bấm cầm lên các bạn chụp hình đúng không? Và các bạn bấm vô cái phần preview các bạn coi hình liền á, thì khoảng 2 giây sau cái bức hình nó sẽ được tune lại, chẳng hạn như là làm nét hơn hoặc là chỉnh HDR hoặc là chỉnh màu nhẹ nhẹ một tí xíu. Đó, chính vì vậy á là những tấm hình các bạn nhìn ra thì nó đã được chỉnh sửa nhẹ nhẹ thôi các bạn, chứ không phải là hình gốc đâu. Về chất lượng của camera này á thì mình đánh giá là tương đối ổn. Nếu như các bạn dùng để chụp cảnh sinh hoạt ngày thường, đi chơi dã ngoại, đi làm việc, chụp hình check-in sống ảo các kiểu với điều kiện là đầy đủ sáng, thì cái camera ống kính chính hoàn toàn có thể đáp ứng được tốt cho các bạn ha. Chụp thoải mái luôn, không có gì mà phải lăn tăn hết. Chuyển qua cái ống kính góc siêu rộng thì do nó chỉ có độ phân giải là 8 megapixel cho nên nó là nó sẽ chụp gọi là giúp cho các bạn thấy được một cái góc khoảng chừng 112 độ. Ví dụ như chụp nhóm đi, bấm ra để các bạn chụp được và có thể chia sẻ ngay trên mạng xã hội thôi. Còn nếu như mình phải zoom kỹ hay là cần một cái hình ảnh nó chất lượng cao thì nó chưa đáp ứng được. Thì cái này cũng phải dễ dàng hiểu thôi các bạn ha. Do ống kính chính có OIS cho nên cái việc chụp đêm các bạn giữ tay chặt một tí xíu á, thì cái việc rung lắc hay là bị nhòe nó sẽ được hạn chế tương đối. Nhưng mà về chất lượng hình ảnh thì mình phải nói nó chỉ ở mức gọi là trung bình khá mà thôi. Nếu như mà đừng các bạn chụp á, điều kiện tối, ánh sáng phức tạp vẫn, nhưng mà vẫn có ánh đèn á, thì nó vẫn ok, chụp vẫn ngon lành. Tất nhiên nó sẽ hơi noi nhẹ một chút xíu và mất chi tiết ở những cái phần rìa. Còn ống kính góc siêu rộng thì mình thấy well, như các bạn cũng hiểu rồi ha. Chụp đêm mà để ống kính góc siêu rộng thì những phần rìa là gần như là sẽ thấy noi rất là nhiều và nó bị mất chi tiết luôn. Thì cái này các bạn cũng nên gọi là cân nhắc trong quá trình sử dụng cho nó linh hoạt ha. Nói về cái điểm tiếp theo trên camera đó chính là quay video đi. Thì do giới hạn về mặt phần cứng cho nên nó là các bạn sẽ chỉ quay được ở độ phân giải là Full HD mà thôi. Chúng ta sẽ không được 4K. Và Full HD thì sẽ có hai chế độ là Full HD 30 khung hình trên giây hoặc là 60 khung hình trên giây.
Cá nhân mình vẫn khuyên các bạn là lên luôn luôn để ở 60 khung hình trên giây, bởi vì đây cũng không phải là một cái ống kính nó quá là xịn sò cho cái việc quay video. Cho nên việc mà để 60 khung hình trên giây kết hợp với OIS thì sẽ giúp cho các bạn có một những cái thước phim nó ổn định hơn, nó nhìn nó smooth hơn một tí xíu ha. Thì các bạn nhé, nhưng mà hơi buồn một tí xíu đó chính là cái camera selfie á, thì chúng ta sẽ chỉ có quay video được là Full HD 30 frame mà thôi. Cho nên nếu như mà các bạn nào mà định làm TikTok hay là làm vlog bằng camera trước á, thì nên cân nhắc lại ha. Nếu như các bạn mà cần video nét 4K ở camera selfie thì các bạn nên lựa chọn những mẫu máy khác ha. Rồi bây giờ sẽ tới cái phần mà gây tranh cãi nhiều nhất trên con Oppo Reno 12F này. Một cái có thể nói là tranh cãi tới cái mức mà có thể đạp đổ luôn những cái ưu điểm của con máy này mà mình nói từ nãy giờ ha. Đó là về mặt cấu hình. Thì cụ thể chúng ta sẽ có một con chip MediaTek Dimensity 6300 kết hợp với đó là RAM 12GB. Phải nói như sao ta? Về mức giá của con máy này mà chúng ta có RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB thì mình thấy nó rất là rộng rãi luôn. Nó có thể nói là tương đương với những cái mẫu flagship có mặt trên thị trường luôn, 12GB chứ không còn là 8GB như trước đây nữa ha. Việt Nam mình khá là ưu ái nha các bạn, bởi vì ở những thị trường khác thì mình thấy còn có phiên bản 8GB RAM nữa, nhưng mà phiên bản mình có ở đây thì đã là 12GB RAM rồi. Nhưng mà cái lăng tăng nhất là con chip Dimensity 6300 nó như thế nào? Mình sẽ không đi quá là sâu về cái thông số kỹ thuật hay là so sánh nó với những đối thủ như là Snapdragon đâu ha. Cái này thì chắc có nhiều video lắm rồi. Mình sẽ nói thẳng trực tiếp về cái trải nghiệm của mình. Bây giờ cái trải nghiệm đầu tiên và cũng là cái mà chúng ta xài nhiều là gì? Đó chính là thao tác vuốt chạm cảm ứng ra vào ứng dụng này nọ các kiểu. Thì trong quá trình mình xài, mình không thể nào nói là nó mượt 100% được. Đôi khi nó vẫn xảy ra cái hiện tượng giật lắc nhẹ, bị đơ đơ nhẹ các bạn. Nhưng mà mình thấy nó không ảnh hưởng quá là nhiều đến với trải nghiệm của mình. Về tổng thể mình đánh giá nó vẫn tương đối mượt. Trong cái việc mình vuốt chạm ứng dụng nè, ra vào nè, vuốt lên, vuốt xuống, vuốt ra các kiểu, và khi nghe điện thoại các kiểu thì nó ngon lành, ok là. Cái khả năng đa nhiệm con máy này cũng rất là tốt nha các bạn, bởi vì nó có RAM 12GB lận. Nó không gây gặp lại những cái trường hợp oái âm, chẳng hạn như là các bạn đang chơi game đúng không, mà có cuộc gọi tới, các bạn nhấn nghe xong, nghe trong khoảng chừng 5 phút xong vô thì game nó bị văng hoặc là reset lại từ đầu ha. Thì cái máy này nó hoàn toàn không gặp phải. Cái việc mà quản lý bộ nhớ RAM của ColorOS, mình thấy là Oppo làm tối ưu lần này cũng ổn các bạn. Mình xài nó ngon lành, nó không bị hiện tượng gọi là bị đơn nhiệm như là những cái dòng máy trước đây nữa. Về việc chơi game thì sao? Đối với những cái tựa game nhẹ nhàng chẳng hạn như là Cờ Liên Minh đi thì hoàn toàn mượt mà, hoặc là những tựa game khác chẳng hạn như là Xếp Hình hay là Candy Crush hoặc là những cái tựa game bla bla khác thì nó sẽ không làm khó được cái máy này, mình chơi rất là mượt mà luôn. Khi mà chuyển qua những cái tựa game mà đòi hỏi nó cấu hình nó hơi cao hơn một chút xíu, chẳng hạn như là PUBG Mobile hoặc là Liên Quân Mobile đi, thì nó vẫn chơi mượt các bạn. Cái việc là con chip Dimensity 6300 này nó không quá mạnh, nhưng mà được cái là nó không quá nóng là cái nhất. Cái thứ hai là đối với những tựa game mà trung bình như chẳng hạn như Liên Quân Mobile thì chắc cũng ra gần chục năm rồi thì nó vẫn chiến tốt. Tất nhiên là sẽ không phải là ở mức gọi là đồ họa đẹp nhất, xuất sắc nhất, nó sẽ hơi xấu hơn một tí nếu như so sánh với flagship, nhưng mà cụ thể nó vẫn mang lại một khả năng chơi tương đối ngon lành. Còn nếu như mà chúng ta ráng ép nó lên những tựa game mà đốt cấu hình chẳng hạn như là Wuthering Waves hoặc là Genshin Impact đi, thì mình khuyên các bạn là không nên nha các bạn. Bởi vì những tựa game đó, những mẫu flagship gắn sò lạnh chơi nó còn ấy nữa, thì mình nghĩ là những chiếc máy tầm trung như vậy thì việc mà chạy nó giật lắc là điều có thể xảy ra nha, chắc chắn xảy ra luôn. Đó, thì đây là những cái mà mình muốn chia sẻ về cái cấu hình của máy này. Đúng là nó không quá mạnh. Với cái tầm giá của con Oppo Reno 12F này, các bạn hoàn toàn có thể mua được những cái mẫu nó chuyên về gaming luôn. Cấu hình nó cao hơn rất là nhiều luôn, chiến game là bét tè là nhè luôn. Nhưng mà đây không phải là cái mà Oppo muốn hướng tới cho con Reno 12F này. Cái mà họ muốn hướng tới đó chính là thiết kế đẹp, trẻ trung, camera ổn, camera selfie tốt, nhìn nó thanh lịch. Đó chính là những cái mà dòng Oppo Reno 12F này hướng tới ha. Cuối cùng là về pin, thì cái máy này chúng ta sẽ vẫn có pin là 5000mAh thôi, và sạc nhanh của nó là 45W, hơi tiếc một chút xíu. Nếu như mà Oppo vẫn mang cái chuẩn sạc mà SuperVOOC VOOC 65W thì không cần 80W đâu, thì chắc chắn là nó sẽ sạc ok là ngon lành hơn rất là nhiều ha.
Nhưng mà 45 watt thì cũng được, các bạn xài hết một ngày làm việc, các bạn về các bạn cắm sạc khoảng chừng một tiếng sau đầy, các bạn có thể xài lại tiếp thì nó cũng ổn. Về cái khả năng giữ pin máy này thì mình thấy nó tốt nha các bạn. Tại sao mình nói như vậy? Bởi vì thứ nhất, máy cấu hình không quá mạnh. Thứ hai, ColorOS tối ưu cũng tương đối ổn, cho nên là trong suốt quá trình mình xài, cái thời gian on-screen của mình luôn 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 đạt được ở mức gọi là 5-6 tiếng với độ sáng màn hình là 80%. Cái này thì mình sẽ không show ra chi tiết bởi vì mình xài rất là random. Có ngày thì chơi game nhiều, có ngày thì ít chơi game. Nhưng mà nói chung là có thể giúp cho các bạn sống sót được trọn vẹn một ngày làm việc là nó ok rồi. Vậy thì luôn luôn câu hỏi cuối cùng trong mọi clip của mình đó chính là Oppo Reno 12F này có đáng mua hay là không? Nếu như đối với cái mức giá niêm yết á, thì mình thấy nó hơi cao một tí. Nhưng mà mình thấy hiện ở thời điểm hiện tại thì đã có rất là nhiều những cái đại lý bán lẻ họ đã giảm giá xuống rồi. Cụ thể là với khoảng 9 triệu đồng thôi là các bạn đã có thể sở hữu con Oppo Reno 12F này rồi. Thì mình thấy nó ok. Nó không phải là một best choice nha, mình khẳng định luôn. Đối với những cái tiêu chí mà các bạn mà thích phần cứng mạnh mẽ thì các bạn hoàn toàn có rất là nhiều những sự lựa chọn best choice khác, máy này không phải. Nhưng các bạn muốn hướng tới một cái gì đó nó cân bằng giữa việc thiết kế đẹp, nhìn nó có cá tính, camera ổn định và phần cứng đủ xài thì Oppo Reno F vẫn là một sự lựa chọn tương đối tốt dành cho các bạn ha. Rồi, và đó là tất cả những gì mình muốn nói về chiếc máy này. Các bạn nào có câu hỏi nào liên quan tới con Oppo Reno 12F này, hãy để lại comment bên dưới nha, mình sẽ xem và trả lời cho các bạn.